Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 2 Vệt phấn trên mặt bàn, tiếng Việt lớp 4 tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng mình mở sách giáo khoa để bắt đầu bài học. Chúng mình tham gia khởi động. Kể về một việc tốt em đã làm cho bạn. Chia sẻ về cảm xúc của em khi đó. Chúng mình hãy nhớ và chúng mình nhớ lại các tình tiết của việc đó rồi chúng mình chia sẻ. Ví dụ, em đã nhặt đồ bị rơi cho cô bán hàng rong khi xe đẩy của cô bị đổ trên đường. Em cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì đã giúp đỡ được cô. Đó là việc tốt mà em đã giúp người khác. Thế còn việc tốt em đã giúp bạn, ví dụ em đã giúp bạn ghi chép bài khi bạn bị ốm. Em cảm thấy rất vui sau khi được bạn cảm ơn và tự hào về bản thân mình, vân vân. Và hôm nay chúng mình học bài Vệt phấn trên mặt bàn. Đây là bức tranh minh họa cho bài đọc. Bạn Thi Ca là học sinh mới và được cô xếp ngồi cạnh bạn Minh. Ngay buổi đầu tiên, Thi Ca đã làm Minh bực mình vì bạn ấy viết bằng tay trái và liên tục đụng vào tay Minh khi Minh đang viết. Minh đã lấy phấn kẻ một đường ranh giới trên mặt bàn. Minh sẽ có thái độ thế nào khi biết Thi Ca bị đau tay phải và đi viện và phải đi viện để chữa tay? Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện để biết điều đó nhé. Chúng mình cùng đọc bài với cô Lan. Vệt phấn trên mặt bàn. Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một bạn gái có cái tên rất ngộ, Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh Minh. Minh tò mò ngó mái tóc xù lông nhím của bạn, định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ. Nhưng cô bạn tóc xù toan làm cậu bực mình. Trong lúc Minh bặm môi nắn nót những dòng chữ trên trang vở thì hai cái cùi trỏ đụng nhau đánh cộp làm chữ nhảy chồm lên rất khỏi dòng. Tất cả rắc rối là do Thi Ca viết tay trái. 2-3 lần, mình phải kêu lên. Bạn xê ra chút coi, đục tay mình rồi nè. Tới lần thứ tư, mình lấy phấn kẻ một đường, chia đôi mặt bàn. Đây là ranh giới, bạn không được để tay thò qua chỗ mình nhé. Thi Ca nhìn đường phấn, gương mặt thoáng buồn. Đường ranh giới cứ thế tồn tại trên mặt bàn hết một tuần. Hôm ấy, trống vào lớp lâu rồi mà không thấy Thi Ca xuất hiện. Thì ra bạn ấy phải vào bệnh viện. Cô giáo nói, hy vọng lần này bác sĩ sẽ chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa. Lời của cô giáo làm Minh chợt nhớ ra Thi Ca hay giấu bàn tay mặt trong hộc bàn. Minh nhớ ánh mắt buồn của bạn lúc nhìn Minh vạch đường phấn trắng. Càng nhớ càng ân hận. Mím môi, Minh đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn. Mau về nhé Thi Ca. Minh nói với vệt phấn, chỉ còn là đường mờ, nhạt trên mặt gỗ lốm đốm vân nâu. Theo Nguyễn Thị Kim Hòa. Chúng mình đọc một từ ngữ tay mặt. Tay mặt đó là tay phải.
Trong bài có một số từ khó chúng mình luyện đọc. Xù lông nhím, bặm môi, nắn nót, cùi trỏ, nhảy chồm lên, rớt khỏi dòng, rắc rối, xê ra, ranh giới, lốm đốm vân nâu. Chúng mình luyện đọc câu dài. Trong lúc Minh bặm môi, nắn nót những dòng chữ trên trang vở, thì hai cái cùi trỏ đụng nhau đánh cộp, làm chữ nhảy chồm lên, rớt khỏi dòng. Bài này có thể chia làm mấy đoạn? Có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến thật vui vẻ. Đoạn 2 tiếp theo cho đến hết một tuần. Đoạn 3 là phần còn lại. Chúng mình bấm tạm dừng, chúng mình luyện đọc từng đoạn. Rồi chúng mình luyện đọc cả bài. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu 1. Minh có suy nghĩ gì khi cô giáo xếp thi ca ngồi cạnh mình? Minh định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ khi cô giáo xếp thi ca ngồi cạnh Minh. Vậy điều mà Minh suy nghĩ có thực hiện được không? Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi số 2. Điều gì làm cho Minh bực mình khi ngồi chung bàn với thi ca? Thi ca viết bằng tay trái nên vài lần đụng phải tay Minh khi Minh đang nắn nót viết, làm cho những dòng chữ trên trang vở bị siêu vẹo, xấu xí. Vậy là suy nghĩ của Minh đã không thành hiện thực. Câu 3. Khi đang viết thì bị thi ca đụng vào tay, mình đã làm những gì? Khi đang viết thì bị thi ca đụng vào tay, mình đã 2-3 lần kêu lên: bạn xê ra chút coi, đụng tay mình rồi nè. Tới lần thứ 4, mình lấy phấn kẻ một đường chia đôi mặt bàn. Đây là ranh giới, bạn không được để tay thò qua chỗ mình nhé. Câu 4. Khi biết tin thi ca phải đi bệnh viện chữa tay, mình có những thay đổi gì trong suy nghĩ và việc làm? Khi biết tin thi ca phải đi bệnh viện chữa tay, mình ân hận về hành động của mình và mím môi, đè mạnh chiếc khăn, xóa vệt phấn trên mặt bàn và thầm mong thi ca chóng khỏi bệnh, để lại về ngồi bên cạnh cậu. Câu 5. Tóm tắt câu chuyện bằng 7-8 câu. Ví dụ, tóm tắt như sau. Câu chuyện vệt phấn trên mặt bàn kể về Minh và người bạn mới tên là Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi cạnh Minh. Minh hồi hộp, nghĩ rằng sẽ vui vẻ làm quen với bạn mới. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, Thi Ca đã làm Minh bực mình. Vì thi ca viết bằng tay trái nên đụng vào tay Minh rất nhiều lần, làm chữ trong vở bị siêu vẹo, lệch khỏi dòng kẻ. Minh lấy phấn kẻ một đường chia đôi mặt bàn để thi ca không để tay qua. Hôm ấy, Minh nghe được tin thi ca phải nghỉ học, đi bệnh viện để chữa tay phải. Lúc này, mình mới chợt nhớ thi ca hay giấu tay dưới hộc bàn. Mình cảm thấy ân hận về hành động của mình, đã lấy khăn xóa vệt phấn và thầm mong thi ca sớm đi học trở lại. Chúng mình chuyển sang tiết luyện tập theo sang phần luyện tập theo văn bản đọc. Câu 1.
Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là tính từ chỉ đặc điểm của sự vật? Từ nào là tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động? Chúng mình đọc đoạn văn. Lời cô giáo làm Minh chợt nhớ ra thi ca hay giấu bàn tay mặt trong hộc bàn. Minh nhớ ánh mắt buồn của bạn khi Minh vạch đường phấn trắng. Càng nhớ càng ân hận. Mím môi, mình đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên bàn. Vệt phấn. Từ in đậm, cô để màu đỏ, đó là trắng và mạnh. Đây là hai từ chỉ đặc điểm. Trắng là tính từ chỉ đặc điểm của sự vật. Cụ thể, đó là đặc điểm của phấn. Còn mạnh là tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động. Hoạt động ở đây là đè, đè mạnh. Mạnh là đặc điểm của hoạt động đè. Vậy, từ chỉ đặc điểm có thể là đặc điểm của sự vật và có thể là đặc điểm của hoạt động. Câu 2. Đặt câu về một nhân vật trong bài đọc, trong đó có dùng tính từ. Ví dụ, Minh là một người bạn tốt. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Đây là một câu viết về bạn Minh trong bài và có sử dụng tính từ, đó là tính từ tốt. Tính từ chỉ đức tính của con người. Chúng mình chuyển sang phần viết, tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi thân thiết. Đề bài, viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi thân thiết. Đầu tiên, chúng mình phải chuẩn bị. Chúng mình suy nghĩ xem, mình muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc với ai? Điều gì ở người đó làm mình xúc động? Mình có tình cảm, cảm xúc gì? Mình đã thể hiện tình cảm, cảm xúc đó như thế nào? Chuẩn bị xong. Ví dụ, ở trong bài, mình muốn bày tỏ cảm xúc với bà. Điều làm mình xúc động đó là bà rất thương em. Mỗi khi có đồ ăn ngon, bà đều dành phần cho em. Bà còn thường kể chuyện cho em nghe. Em rất yêu mến và kính trọng bà. Em thường ôm và hôn bà. Thỉnh thoảng em còn phụ giúp bà việc nhà nữa. Câu 2. Tìm ý. Gợi ý. Chúng mình dựa vào dàn ý mở bài, triển khai, kết thúc. Mở đầu, thường giới thiệu người gần gũi thân thiết mà em muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Ví dụ, mình nói với bà ngoại thì mình sẽ giới thiệu bà ngoại là người mà em rất yêu quý. Phần triển khai, nêu những điều ở người đó em xúc động. Về cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, việc làm của người đó, những kỷ niệm giữa em và người đó, tình cảm của em, tình cảm của người đó dành cho em, nêu rõ tình cảm, cảm xúc của em, dùng từ ngữ trực tiếp thể hiện tình cảm, cảm xúc, yêu quý, khâm phục, trân trọng, ngưỡng mộ, nhớ mong. Nêu suy nghĩ, việc làm thể hiện tình cảm, cảm xúc, tìm cách giúp đỡ, luôn nghĩ đến, cố gắng học theo, kể về người đó cho bạn bè nghe. Và kết thúc đoạn, khẳng định tình cảm, cảm xúc của em. Ví dụ, bà ngoại là người mà em rất yêu quý. Điều làm em xúc động là bà rất thương em. Mỗi khi có đồ ăn ngon, bà đều dành phần em. Bà còn thường kể chuyện cho em nghe. Em rất yêu mến và kính trọng bà. Em thường ôm và hôn bà. Thỉnh thoảng em còn phụ giúp bà việc nhà nữa. Em rất yêu bà. Em mong bà sẽ sống thật lâu để luôn ở bên cạnh em. 3. Góp ý và chỉnh sửa. Chúng mình sẽ đọc và góp ý cho đoạn văn của bạn. Và chúng mình nghe bạn trình bày.
mình thấy hình ảnh nào hay, mình có thể bổ sung vào bài của mình. Chúng mình tham khảo một số đoạn văn miêu tả, một số đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về người gần gũi thân thiết. Có bạn viết về anh trai, có bạn viết về em gái, có bạn viết về mẹ, có bạn viết về có bạn lại viết về bà ngoại. Có bạn viết về ông ngoại, có bạn viết về ông bà nội, vân vân. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc, chúng mình tham khảo. Sau đó chúng mình sẽ viết theo sự sáng tạo của mình. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần nói và nghe, giúp bạn yêu cầu thảo luận để tìm cách giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị thu thập thông tin về bạn có hoàn cảnh khó khăn, tên của bạn, lớp, hoàn cảnh cụ thể. Phần thảo luận, phát biểu ý kiến về cách thức giúp bạn như là tặng quà, tiền, sách vở, quần áo, thăm hỏi, động viên, thống nhất ý kiến, ghi chép kết quả thảo luận. Tiếp theo phần trao đổi góp ý, nêu ý kiến trao đổi ngắn gọn, rõ ràng, sử dụng điệu bộ, cử chỉ phù hợp khi phát biểu, chăm chú lắng nghe ý kiến của người khác. Chúng mình đọc bài tham khảo. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Câu 1. Em sẽ nói những gì để vận động người thân cùng tham gia giúp đỡ một bạn có hoàn cảnh khó khăn ở lớp hoặc ở trường em? Chúng mình dựa vào gợi ý. Ví dụ, bố mẹ ơi, ở lớp của con có bạn An đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đợt lũ lụt vừa qua, nhà bạn ấy bị ngập và cuốn trôi tất cả lương thực, quần áo, sách vở. Bố mẹ có thể giúp đỡ bạn ấy để bạn có thể đến trường như chúng con được không? Câu 2. Tìm đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật. Ví dụ câu chuyện, cô bé được quạ tặng quà. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.